tin hot nào, tin hot và cực hot nhá. Ai đang độc thân thì nhanh mà tìm bạn đời nhá. Gái thì tìm chồng mà trai thì tìm vợ, không thì sắp tới là sẽ bị xử phạt đấy, xử phạt về sống độc thân. Đó là một cái đề nghị, một cái kiến nghị của Bộ Y tế, và có thể là sắp tới sẽ được chính phủ thông qua. Tuy nhiên mọi người lưu ý nhé, thế nên lưu ý ở chỗ là lấy chồng lấy vợ nhanh nên không thì bị phạt đấy. Đùa thôi, tin fake đấy. Vì mấy ngày hôm nay ở trên mạng nó rầm rộ tin này quá, nên mình phải lên cho các bạn biết nhé. Ở Việt Nam ấy không có những cái coi như chính sách vô lý như thế đâu, không có đâu. Điều đó là chỉ vì những người mà tay quá nhanh, nhanh hơn cái đầu một chút, thế nên hiểu sai cái kiến nghị của Bộ Y tế nhé. Tức là do cái tình hình thực tế là như nào, thực tế là do cái tình hình mà già hóa dân số nó đang tăng, và cái tỷ lệ người mà sống độc thân cũng như là sinh một con ở các thành thị nó khá là nhiều. Thế nên Bộ Y tế mới đề nghị là sẽ có những chính sách để khuyến khích những gia đình có đủ hai con, đặc biệt là các vùng thành thị. Khuyến khích thôi nhé, chứ không phải là xử phạt độc thân. Thế nên nhiều người đã cố tình bịa đặt cái thông tin này để gây hoang mang cho những người độc thân. Thế nên các bạn yên tâm nhá, cứ sống cuộc sống độc thân vui vẻ. Nhưng mà tốt nhất ấy, nếu như có thể thì lấy vợ lấy chồng, vui mà, hạnh phúc mà, đúng không? Có con cái nữa thì càng vui. Mọi người nhá.